Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 70 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách nhóm dịch Phạm Nhân Thông, giọng đọc của Lát Thì Lát tập này chắc có lẽ Lát đọc hơi gấp chút xíu. Ơi, à, cái nguồn như tập trước có nói đó, cái nguồn công nhận luôn á, là Lát mới mua cái nguồn mới luôn này về lắp rồi xong cái nhờ người ta lại lắp, lục đục lục đục hai ba tiếng đồng hồ, giờ 10 giờ tối luôn rồi mới đọc cái tập này nè. Hơi thiệt tình chứ Rồi ờ Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha À khoan đợi một xíu Cởi cọc dây nịch ra một cái Tại mặt cái bộ đồ mới đi mua cái nguồn về <laughs> Không có cọc dây nịch Cái cái bụng gì đọc không được Rồi ok Mắt thấy kiếm quan dù lông trùng trùng điệp điệp ào ào đến Bờ môi của Vân Nghê khẽ nhúc nhích trong miệng phát ra một trận tiếng ngâm sướng nhẹ. Đôi mắt màu phấn hồng dần dần chuyển thành màu vàng nhạt, tiếp theo khí tức toàn thân cũng chuyển biến lòng trời lở đất. Bên trong bức họa quyển to lớn trên không trung, màu quần áo trên người gần một nghìn nữ tử chân trần dần dần hư hóa mông lung, biến thành một thân dấp màu vàng. Trước kia trong tay các nàng cầm các loại nhạc khí tỳ bà, cầm sắc vân vân, giờ đều biến thành các loại pháp khí trấn yêu, bình, hàng ma sử. Nguyên bản là âm truyền động ra làm cho người say mê, giờ chuyển hóa thành phản âm đầy trời. Trong khoảnh khắc kim quang trên toàn bộ hỏa quyển sáng lạn, làm cho người ta cảm thấy một loại bảo tướng trang nghiêm đường đường chi khí. Pháp nữ tường thiên trận giết vãng linh. Trong mắt của Vân Nghi, kim quang nồng đậm, miệng lớn tiếng quát. Câu kỳ vừa dứt, toàn bộ kim giáp pháp nữ phía trên hỏa quyển to lớn bay múa thoát ly khỏi hỏa quyển lơ lửng ở trên không trung kết thành một tòa pháp trận to lớn kim quang trần đ... tràn đây phía trên pháp trận ngưng tụ ra một pháp tướng thiên nữ cao tới ngàn trượng khuôn mặt có bảy phần tương tự như vân nghi chẳng qua có bớt chút phủ mị nàng mặc áo giáp vàng tay cầm một thanh pháp kiếm màu vàng được ngưng thực trả một kích về hướng kiếm quan du long của nam tử phần phật một tiếng kim quang vân khí đầy trời dưới sự dẫn động của pháp kiếm màu vàng nhau nhau cuồn cuộn tới cùng kiếm quang tuyết trắng ầm ầm đụng vào nhau trên không trung tiếng nổ vang không ngừng kim quang nổ tung đầy trời làm mây đen nguyên bản đen kịch đều nhuộm thành một màu vàng nhạt tương trận cuồng phong cuốn ra bốn phía du lông tuyết trắng rít gào trên quảng trường chủ đảo hầu như tất cả mọi người bị một màn thanh thế to lớn này làm cho kinh hãi nhào nhào dừng tay lại không hẹn mà cùng ngửa đầu lên nhìn trời sau một lát dần co các mảnh dài hẹp du lông tuyết trắng vẫn phá tan kim quang tràn vào bên trong pháp tướng màu vàng. Một trận âm thanh như tiếng sấm liên tục vang lên, trung tâm pháp tướng màu vàng lập tức phân liệt ra, cùng tuyết trắng du lông đồng thời nước toát, nổ thành một mảnh hào quang nhỏ vụn như ánh sao. Chỉ nghe một đạo thanh âm xoẹt, như là tơ lụa bị đứt vang lên. Trên bầu trời đạo đạo hỏa quyển to lớn kia lập tức từ trung tâm vỡ ra, bên trong kim quang chớp động kịch liệt, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành hai đoạn hỏa trục bay xuống phía dưới. Vân Nghê cảm thấy trong ngực khó chịu, cố nén ngụm máu tươi đã tràn tới cổ họng, thu họa trùng đã bị đứt gãy về. Lúc này Bạch Phụng Nghĩa cũng đã chạy tới bên cạnh của nàng, vội vàng hỏi thăm. Sư Tôn nè, à, người có bị gì thương không vậy? Không có gì đáng ngại cả. Vân Nghê cười khổ một tiếng, khoát tay áo nói. Bạch Phụng Nghĩa nhìn vào mắt của nàng, trên mặt hiện ra thần sắc ảm đạm trong nội tâm thở dài. Nàng biết rõ sư Tôn đã tận lực rồi, thánh khôi môn thực sự là không giữ được nữa. Bất quá đến giờ phút này, ngược lại trong nội tâm của nàng buông lỏng, thoải mái, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ động lòng người, mở miệng nói ra. Sư Tôn nè, người nhanh mang tú diện ly khai đi. Đồ nhi, kiếp này có được sư Tôn như người, thực sống không uổng phí rồi. Thần sắc vân nghe ảm đạm, há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói nên lời, đành phải cùng nàng bay xuống quảng trường. Trên không trung, nam tử đều kiếm thấy như thế, thần sắc hơi buông lỏng, quay người lại nói với nam tử mặt sẹo. Đã ta. Lục Cơ đầu hữu nè, cái tên Trọng Loan kia không biết giờ đang giở cái trò quỷ gì nữa, đột nhiên trời chủ đảo Đã ra khỏi vợ phạm di cảm giác hận thức của ta rồi. Nam tử mặt sẹo khoát tay áo, lời nói xoay chuyển. Hắn là người ngươi mời đến mà, không đến mức đột nhiên nảy lòng tham cướp đi cái bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh chứ. Lục Cơ thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhìn thẳng Y, mở miệng hỏi. Hắn là không phải vậy đâu nhất mạch sư thừa của hắn từ trước đến nay không có hứng thú với khôi lỗi chi thuật có thể là có sự tình khác đó tóm lại về sau ta sẽ tự liên hệ với hắn lấy cái bộ tiên khôi lỗi kia về lại cho ngươi nam tử mặt sẹo nói ra tốt nhất là như vậy trước mắt cần giải quyết triệt để cái đám thánh khôi môn này cái đã lục cơ lãnh đạm nói ra hai người vân nghe vừa mới đáp xuống quảng trường đáp người vô thường minh còn lại liền xông tới lần tập đạo hữu nè tuy nói ngươi là thủ lĩnh lãnh đội nhiệm vụ lần này chuyện cho tới bây giờ nếu như ngươi còn muốn dùng hai chữ nhiệm vụ để ép chúng ta nữa mạnh mẽ lưu chúng ta chỗ này để chôn cùng á như vậy đừng trách chúng ta lâm trận kháng mạnh đó một người trong đó lập tức nói hắn không dùng bí thuật truyền âm mà lớn tiếng nói to lên dẫn tới mọi người chung quanh nhìn lại bên này ừ, đúng rồi chúng ta chiến đấu cho đó lúc nãy cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi đó đúng vậy đó ông trưởng mặc dù tổ chức giám sát trong mình báo lên chúng ta cũng có lý lẽ để nói mà đám người vô thượng minh còn lại thấy như thế cũng lập tức lên tiếng phụ họa theo Vân nghe nhìn thoáng qua bạch phụng nghĩa bên cạnh là bạch thú viện sau đó lại đảo qua từng người trong vô thượng minh mở miệng nói ra nhiệm vụ lần này đã hoàn tất rồi hiện tại các ngươi có thể tự động rời đi dứt lời nàng lấy ra từng cái nhẫn trữ vật phân phát cho mọi người những người này sau một phen dò xét thù lao bên trong mắt từng người lộ ra vẻ kinh hãi tiếp theo ngoại trừ bạch tú viện cùng lân cửu cả đám nhau nhau hóa thành đạo đạo độn quang trời đi đám người thập phương lâu cùng thanh giáp đậu binh chẳng biết tại sao cũng không ra tay chặn đường trên quảng trường rất nhanh chỉ còn lại có mấy người vân nghệ vân nghi cùng đám tàn binh bại tướng thánh khôi môn ánh mắt của lân cửu nhìn về vân nghê cùng bạch tú viện dao động một lát rồi lộ ra mấy phần chần chờ người cũng đi thôi Vân Ngây thở dài một tiếng rồi nói với hắn. lần cửu sau một lát trầm mặt, liền hướng nàng ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo hồng quang lướt gấp đi. Trong một hải vực trống trải ở lôi bạo hải dương, cách mấy vạn dặm chủ đảo Thánh Khôi Môn, chân trời đột nhiên sấm sét thiểm điện, bạch quang đột khởi. Lập tức tiếng lôi minh vang lớn, một cái cột sáng lôi điện to như vạt nước từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh vào phía dưới mặt biển, làm cho nước biển kịch liệt bốc lên, sóng lớn dũng động, bay lên mảng lớn hơi nước trắng xóa. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong lôi quang hiện ra, lăng không đứng trên mặt nước. Người này thân hình cao lớn, trên mặt trùm một cái mặt nạ đầu trâu màu xanh, chính là Hàng Lập. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn hào quang lóe lên, thân thức đột nhiên buông ra, bao phủ phạm vi vạn dặm ở hải vực xung quanh. Sau một lát, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đón sai rồi, hắn vậy mà không đuổi theo sao? Không đúng. Hàng Lập thì thào tự nói vài câu, tiếp theo lông mày có chút nhăn lại nhìn lại một chỗ phía trước chỉ thấy mặt biển ngoài trăm dặm ở phía trước hư không nổi lên từng trận rung động tiếp theo một đoàn sương mù màu, màu đen lăn không sinh ra lượn vòng lên thân ảnh trọng loan từ đó dần dần ngưng tụ ra hàng lập thấy như thế khóe miệng nhếch lên một chút hai tay vừa bấm pháp quyết bốn phía hào quang lôi điện tái khởi thân hình biến mất tại trung tâm lôi trận trọng loan thấy như thế trong mắt hiện lên một tia trào phúng vui vẻ thân hình cũng lần nữa hư hóa từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường Thánh Khôi Môn còn sót lại chưa đủ nghìn người, hầu như từng người đều mang theo thương thế, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Trong mắt đã không còn bao nhiêu khát vọng nữa. Trong lòng bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần chìm cùng một chỗ vào đáy biển với chủ đảo rồi. Sư Tôn nè, các người cũng đi đi thôi. Bạch Phụng Nghĩa nhìn thoáng qua bạch tố viện mở miệng nói ra. Lão Tổ, khóe mắt của bạch tú viện lập lòe lóng lánh nước mắt thì thào kêu lên người đi theo sư tôn hảo hảo tu hành đi tu di cảnh giới chưa đến không nên nghĩ đến chuyện báo thù đâu nha bạch phụng nghĩa thở dài một tiếng gỡ cái vòng tay trữ vật trên cánh tay xuống đeo vào trên tay của nàng rồi dặn dò tú viện ghi nhớ lời của lão tổ dạy bảo bạch tú viện trầm mặt một lát sau đó nhẹ gật đầu nói ra ngươi thì không chịu đi cùng với chúng ta sao? Nếu chỉ mang theo hai người các ngươi á, ta liều mạng hao tổn dạng năm tu di, bọn hắn nhất định ngăn cản không được ta đâu. Lông mày của Vân Nghi nhíu chặt lại, truyền âm cho Bạch Phụng Nghĩa. Bạch Phụng Nghĩa nhìn nàng cười cười, nhẹ lắc đầu không nói. Vân Nghê thấy tâm ý nàng đã quyết, cũng không cưỡng cầu, tay nắm Bạch Tố Viện trên người độn quan sáng người, liền muốn phi độn rời đi. Người khác có thể đi, ngươi thì không thể đi. Đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói hét to vang lên, ánh mắt của vân nghi lẫm liệt theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy cái tên nam tử đeo kiếm cùng nam tử mặt sẹo từ phía sau tu sĩ thập phương lầu đi tới những nơi đi qua đám người tự động tách ra nhường lại một cái thông đạo rộng rãi như thế nào đây chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại thiếp thân sao vân nghi cười lạnh một tiếng nhìn về phía nam tử đeo kiếm có chút chăm chọc nói ra nam tử đeo kiếm nghe như vậy thân sắc trong mắt không chút biến hóa bình tĩnh nói ra nhìn ra được ngươi cùng thánh khôi mông quan hệ không phải là nông cạn một khi thả ngươi rời đi ngày sau tất thành hậu hoạn nam tử mặt sẹo nguyên bản cũng không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử với một gã kim tiên nhưng sau khi nghe lục cơ tâm niệm khẽ động cũng lập tức quyết định phải đánh chết vân ngay tại đây hắn tuy rằng minh bạch cho dù hai người bọn họ liên thủ muốn chính thức giết chết một gã kim tiên cũng không hề dễ dàng nhưng hắn càng không muốn ngày sau từng giây từng phút phải lo lắng cảnh giác một gã kim tiên trả thù thực tế là vị kim tiên này thực lực cũng không tầm thường Nguyên lai là ngươi muốn lưu thiếp thân lại sao? Xem ra ngươi thực sự có tình cảm với thiếp thân rồi hả? <laughs> Nhưng mà đáng tiếc nha, thiếp thân sớm đã có ý trung nhân rồi, hôm nay nhất định phải rời đi thôi. Vân Nghi huyện hóa ra khuôn mặt phủ mỹ cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt tóc xanh ở thái dương lên, lập tức triển lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Nguyên một đám tu sĩ thập phương lâu đứng hỗn tạp trong đám thanh giáp đậu binh, cả đám thần sắc hoảng hốt, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Ha, lúc này vẫn không quên sử dụng mỹ hoặc chi thuật sao? Trong miệng của nam tử mặt sẹo hét to một tiếng. Một tiếng quát này tuy âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tay của tu sĩ thập phương lầu, lại để cho mọi người nhao nhao giật mình một cái. Lập tức thanh tỉnh lại, liền không dám nhìn về phía vân nghi nữa. Trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải nam tử mặt sẹo kia quát một tiếng kinh động thần hồn nhắc nhở, bọn hắn chỉ sợ trong lặng yên không một tiếng động bị nữ tử kia khống chế, trở thành khôi lỗi bị nàng điều khiển rồi. Không cách nào khác, chỉ trách là các ngươi nhân số quá nhiều, thiếp thân cũng chỉ là nhờ biện pháp này để mượn nhân thủ từ chỗ các ngươi thôi. Vân Nghê khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhõm nhưng trong lòng đã tính toán, muốn kích phát bí thuật kia cực kỳ tổn hại tu vi. Sư Tôn, chúng ta sẽ cuốn lấy bọn hắn, các ngươi cứ diệt trời đi đi. Ánh mắt của Bạch Phụng Nghĩa ngưng lại, mở miệng nói ra. <laughs> Chỉ bằng dù cái đám tàn binh bại tướng các ngươi Thật sự nói khoác mà không biết ngưỡng Nam tử mặt sẹo giống như là nghe được chuyện cười Xuân xả cười to rồi nói Không chờ cho Bạch Phụng Nghĩa nói cái gì Chợt nghe phía trên trời xanh Bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kỳ vang dội Ngươi cứ thử đụng vào các nàng một cái thử xem Âm thanh này truyền đến từ chỗ cực xa phía trên bầu trời Dư âm vang vọng không ngừng truyền đến Nam tử mặt sẹo cùng lục cơ nghe vậy thì liền chậm lại, không động thủ nữa. Đám người chính giữa cảm thấy kinh dị, liền thấy trên không trung mây đen quay cuồng. Một đạo ngân quang như sao chổi kéo theo một đuôi lửa màu bạc thật dài từ đằng xa phá không bay tới. Vừa nghe thấy như thế, trong mắt chật lóe sáng, nhưng trong lòng hiện ra một cảm giác khó nói nên lời. Bạch Phụng Nghĩa đầu tiên là cảm thấy chưa rõ ràng, tiếp theo trong mắt quang mang lóe lên, lộ ra một vòng thần sắc ngoài ý muốn. Bên trong mây đen, ngân quang chợt hiện, một cái hồ lô màu bạc to cỡ bảy tám trượng nổi lên phía trên linh văn là ngân quan đầy trời nhìn cực kỳ bất phàm phần eo hồ lô quấn lấy một cái đầu dây thừng màu đỏ ở giữa kết lại hai đầu dây thừng rủ xuống thật dài theo gió phiêu lãng một lão đạo gần năm mươi tuổi một thân một mình đứng ở trên hồ lô đón gió trên thân của lão là một bộ đạo bào màu xanh nhạt mới tinh đón gió bay phất phới một thân sung mãn tràn đầy khí phách nhìn ngược lại cùng nam tử đeo kiếm kia có chút tương tự giờ phút này nếu Hàng lập có mặt ở quảng trường này chỉ sợ cũng sẽ há mồm kinh ngạc bởi vì người đứng ở trên hồ lô màu bạc kia không ai khác mà chính là hồ ngôn đạo nhân cả ngày say khước kia hình tượng hồ ngôn lão đạo ngày hôm nay so với sự lôi thôi ngày xưa hoàn toàn tương phản một cái bộ đầu tóc có chút xám trắng được trải chuốt chỉnh tề không chút rối loạn còn được một cái tử kim liên tán hoa mới tinh buộc chặt cao cao phía dưới liên hoa quang là một khuôn mặt mang theo mấy phần tang thương bên dưới là hàm râu được chải chuốt nổi bật lộ ra hình dáng ngũ quan rõ ràng nhất là cái cặp mắt kia nguyên bản nhập nhèm buồn ngủ giờ phút này long lanh có thần trong lúc lơ đảng thoát sau một tia tinh quang làm cho người ta cảm thấy một loại tiếu ngạo thiên địa khí độ không tầm thường đạo bảo trên người lão càng là không nhúm bụi trần một đai lương ngọc màu lục óng ánh quấn ở bên hông bên cạnh còn treo một cái hồ lô rượu màu đỏ thẫm đồng dạng như được thanh tẩy mới tinh lục cơ ngửa đầu nhìn về phía hôn ngôn đạo nhân thần sắc trong mắt có chút phát lạnh trường kiếm trong tay đã trở vào liền ban một tiếng lại rút ra vài tức một đạo kiếm quang thuyết trắng lập tức chiếu ra người này ta biết chính là một trong mười ba kim tiên đạo chủ của trúc long đạo danh xưng là hôn ngôn đạo nhân hắn sao lại tới đây chứ nam tử mặt sẹo đầu tiên là hai mắt nhíu lại tiếp theo sắc mặt khẽ biến ngăn lục cơ lại hôn ngôn đạo nhân say mê rượu ngon luyện đan cùng khôi lỗi chi thuật trước kia còn thường xuyên rời tông môn đi du lịch sau này hiếm khi rời khỏi cổ vân đại lục cho nên lục cơ cũng không nhận ra lão nhưng gã thân là trưởng lão thập phương lâu nắm rõ các nhân vật chủ yếu trong các đại tông môn ở toàn bộ bắc hàng tiên vực như lòng bàn tay tự nhiên một chút liền nhận ra được bớt quá điều làm cho gã sinh lòng cảnh giác lại không phải là thân phận hôn ngôn đạo nhân 13 kim tiên đạo chủ Trúc long đạo trong thập phương lâu đều có ghi chép tương quan ngoại trừ lai lịch công pháp tu vi thậm chí tính nết sở thích của những người này cũng được thu thập tin tức và chỉnh lý rõ ràng. Nhưng gã lại nhớ kỹ cái vị hồ ngôn đạo nhân này, mặc dù cũng có chút tin tức kinh lịch sở thích, nhưng tin tức điều tra bên trong lại đánh giá chiến lược chỉ có hai chữ thật đơn giản là không rõ. Lấy tin tức điều tra về phương diện năng lực cường đại trong thập phương lâu, người có thể được đánh giá hai chữ này toàn bộ trong bắc hàng tiên vực không vượt quá 10 người, mà cái vị hồ ngôn đạo nhân trước mắt này chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu bị một câu nói của một tên kim tiên quát lui, thập phương lâu các ngươi về sau cũng không cần hoạt động nữa đâu. Lục cơ liếc mắt nhìn gã, lạnh giọng nói ra. Lục cơ đầu hữu an tâm chớ dội, người này dám một thân một mình hiện thân, chỉ sợ đã có chuẩn bị trước, không bằng trước xem tình huống một chút lại nói đi. Nếu hắn không chịu nghe lời chút lui, vậy hai người chúng ta hôm nay liền thử một chút sâu cản của cái vị hôn ngôn đạo nhân này vậy. Nam tử mặt sẹo trầm giọng truyền âm, đồng thời nói đánh giá của Thập Phương lâu về Hôn Ngôn đạo nhân cho đối phương biết. Lục Cơ nghe như vậy, thân sắc trên mặt không thay đổi, bộ dạng từ chối cho ý kiến cũng không có lập tức động thủ. Đám người Thập Phương lâu trên quảng trường, mặc dù cũng không rõ thân phận của vị Hôn Ngôn đạo nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại có thể nhìn ra đối phương hẳn là đến để giúp đỡ Thánh Khôi môn. Cảm nhận được khí tức cường đại kim tiên không chút che giấu thả ra trên người lão, những người này hai mặt nhìn nhau tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao bây giờ mặc dù thoạt nhìn bên thập phương lâu chiếm ưu thế nhưng chương chính quyết định cục diện chiến đấu vẫn là tại trận chiến của tu sĩ kim tiên cảnh bây giờ song phương đều có hai tên tu sĩ kim tiên cảnh nguyên bản thế cục tự nhiên lập tức phát sinh biến hóa lông trời lở đất thậm chí không ít người ánh mắt lấp lóe bắt đầu có dự định nếu tình hình tốt thì tiếp tục còn không thì trực tiếp chuồn đi trong sân rộng Vân nghe triệt hồi mặt nạ huyễn hóa lộ ra mặt nạ cáo lông đỏ nàng ngửa đầu nhìn hôn ngôn lão đạo phía trên bầu trời quần áo đang bay phần phật ánh mắt hiện lên mấy phần mê ly nàng nhìn một lúc lâu cuối cùng mặt mày khẽ cong một cái lộ ra một ý cười ôn nhu người cuối cùng đã tới rồi nàng nhẹ giọng tự nói một tiếng trong giọng nói có chút vui vẻ lại có chút trách móc trong mắt của nàng hôn ngôn đạo nhân đứng ở trên hồ lô màu bạc bộ dáng từ từ trở nên mơ hồ trong trí nhớ của nàng hiện ra một bóng người khác, dần dần chồng chất lên nhau. Đó là lúc Hồ Ngôn Đạo Nhân còn trẻ. Thời điểm đó, dung mạo của Hồ Ngôn Tuấn Lãng, ngọc diện môi son, trên đầu đội liên hoa bảo quang, trên người mặc một bộ đạo bào xanh nhạt hầu như thẳng thớn không tì vết. Cả người lộ ra vẻ thuần thục trưởng thành, khí độ bất phàm. Thời điểm đó, lão còn chưa xa vào rượu chè như bây giờ. Một bên đai lưng đeo một cái hồ lô màu bạc, bên kia thì trao một thanh trường kiếm màu đỏ nói là đạo nhân nhưng một thân khí độ phong lưu lại càng giống như một tên kiếm tiên. Về sau chẳng biết từ lúc nào, ở bên hông của lão bắt đầu có nhiều hơn một cái hồ lô rượu màu son, chui trường kiếm màu đỏ thì bị lão tùy ý treo ở sau lưng. Nguyên bản kiếm tiên biến thành tửu kiếm tiên, khí độ phong lưu không chút nào giảm, lại thêm mấy phần thoải mái. Chỉ là vì qua một chuyện tình, lão Trung Quy không am hiểu nhiều, ba người dây dưa với nhau, Bạch Phụng Nghĩa lựa chọn trốn tránh, lão cũng lựa chọn trốn tránh, còn lại một mình Vân Nghê từ đầu đến cuối đợi chờ, trong lòng kiên trì có phần chấp nhất. Chờ đợi nhiều năm như vậy bất luận là thế nào, lão hôm nay đã tới, vậy liền không thể trốn tránh được nữa. Còn bên phía Bạch Phụng Nghĩa thì lúc này nàng cũng liếc mắt nhìn chầm chầm đạo thân ảnh trên bầu trời kia. Sau đó thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Vân Nghê bên cạnh, miệng nhếch lên lộ ra ý cười. Sự lo lắng ở trong lòng bỗng nhiên tại cái thời khắc này đều tiêu tan, Hôn ngôn đạo chủ nè, chúc Long đạo các ngươi thật muốn cùng thập phương lâu chúng ta là địch sao? Ngươi tính nhúng tay vào việc này hả? Nam tử mặt sẹo bước tới một bước, cất cao giọng hỏi hôn ngôn đạo nhân. Ha! Một đám gia dạ hỏa âm hiểm, nếp trong bóng tối, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng sao? Đâu phó các người không cần tông môn nhúng tay, một mình lão phu là đủ rồi. Hôn ngôn lão đạo dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua nam tử mặt sẹo, lạnh nhạt nói ra. Sau khi nói xong, lão lấy hầu lâu rượu bên hông xuống uống một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới. Khi ánh mắt của lão rơi trên người Bạch Phụng Nghĩa, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nghi hoặc nhỏ giọng làm bầm một câu. Có vẻ như không giống như trí nhớ của ta, lại lớn như vậy. Vân Nghi dù không nghe được lão đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc biến hóa của lão cũng liền đoán ra trong lời nói lão chỉ cái gì. Thần sắc trong mắt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Bạch Phụng Nghĩa nhìn thấy ánh mắt lão rơi trên người của mình, có chút không thích ứng nghiêng đầu tránh ánh mắt của lão bạch tú viện nhìn thần thái biến hóa trong mắt ba người này lấy tâm tư nhạy bén của nàng kết hợp đủ chuyện ở trước đó tự nhiên đã nhìn ra một chút vấn đề sư tôn cùng lão tổ tiên trước nói cái gì là đàn ông phụ lòng hèn nhát hơn phần nữa chính là cái vị hồ ngôn trưởng lão này mặc dù già hơn một chút nhưng so với cái da hỏa đen thui kia thì muốn dễ nhìn hơn chút nữa ê tại sao phải so sánh với tên kia chứ Bạch Tú Viện đầu tiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng tiếp đó hai cái gò má hiện lên một tia đỏ hồng, khẽ gắt một tiếng. Giờ rồi chính là người nói các nàng không thể đi sao? Hôn ngôn đạo nhân thả lại cái hồ lô rượu bên hông, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người lục cơ, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đang khi nói chuyện, hồ lô màu bạc to lớn kia cấp tóc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bình thường, quay tích một vòng bay trở về trong tay của lão, Hừ, muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm. Ánh mắt của Lục Cơ lạnh lẽo, không chút yếu thế rồi nói. Lời còn chưa dứt, thân hình của y nhảy lên bay vào giữa không trung, Văn co cùng hôn ngôn đạo nhân cách y hơn nghìn trượng. <laughs> không giỏi, không giỏi, các ngươi không phải ưa thích ý nhiều hiếp ít sao? Những cái hạt đậu của lão phu cũng đúng là thật lâu không có phơi nắng rồi, lại không lấy ra nhìn một chút ánh nắng mặt trời, thật là muốn mèo móc hết trơn rồi trong mắt hôn ngôn đạo nhân lóe lên một tia quỷ sắc khoát tay áo vừa cười vừa nói vừa nói xong một tay của lão bấm niệm pháp quyết tay kia đưa xuống nắm lấy miệng hồ lô màu bạc bơ môi khẽ nhúc nhích mấy lần chỉ thấy phía trên hồ lô màu bạc linh văn đại tác vị trí miệng hồ lô sáng lên một đoàn bạch quang mơ hồ từng mai hạt đậu tầm màu đen như vẩy nước trong ấm không ngừng từ đó bay ra Vẫy xuống mặt đất ở phía dưới một trận âm thanh như mưa rơi không ngừng vang lên nửa mảnh bầu trời bị gần ngàn mai hắc đậu lúc nhà lúc nhút che kín bên ngoài quảng trường trung động đinh đông mỗi một mai hắc đậu sau khi hạ xuống lập tức ô quan đại tác nhanh chóng biến hình phòng lớn lên một đoàn quan mang mơ hồ bên trong xuất hiện biến thành từng cái đậu binh áo đen to lớn thân cao một trượng hình thể những cái đậu binh áo đen này cao lớn hơn thường nhân trên thân không mặc áo giáp trên mặt bao trùm nửa mặt nạ màu đen hình dáng hỏa diễm trong tay tất cả đều nắm một thanh cự phủ màu đen nhìn mười phần hữu lực. Cùng so sánh với những thanh giáp quân tốt của nam tử mặt sẹo kia, đậu binh áo đen mà hôn ngôn đạo nhân tế ra số lượng ít hơn không ít, nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời mặc dù khuôn mặt đều giống nhau như đúc, nhưng thần sắc ở bên ngoài nửa gương mặt không bị mặt nạ che kín lại không ngốc trệ, ngược lại mang theo một chút thần sắc nhưng cách hóa, tựa hồ rất có linh tính. Nam tử mặt sẹo thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thoái ý. Phẩm chất đạo binh của gã rõ ràng không bằng những đạo binh áo đen này, huống hồ trải qua chiến đấu quy mô lớn trước đó đã tổn thất rất nhiều. Nguyên bản ưu thế số lượng cơ hồ hoàn toàn đánh mất rồi, nếu thật chém giết, hậu quả có thể nghĩ. Mà nói về ưu thế thì lúc đầu thập phương lâu có hai tên kim tiên, bây giờ sau khi có hộ ngôn đạo nhân gia nhập cuộc chiến thì đã mất đi rồi. Nếu tiếp tục kéo dài hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì nữa. Lục cơ đậu hủ nè Có lẽ là không cần phải thử nữa đâu Ở hay là chúng ta đi trước thôi Ánh mắt của nam tử mặt sẹo trầm xuống Truyền âm cho nam tử đeo kiếm Hơ, kiếm của ta đã đợi võ dài tất rồi Nhất định không có chuyện cứ như vậy mà thu hồi Lục cơ hừ lạnh một tiếng Quả quyết trả lời Một lời vừa dứt Trường kiếm trong tay của gã liền len ken một tiếng mà rời võ Một đạo kiếm khí trắng như tuyết Vô cùng lớn lập tức vọt thẳng lên Thông suốt chín tầng mây Tài tục lắm Hồ Ngôn Đạo Nhân thấy như thế, cười lớn mà nói, giơ một tay lên. Từ phía sau lưng, một tiếng phượng gáy to rõ vang lên, một thanh trường kiếm màu đỏ hiện ra từ hư không, lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân kiếm, linh văn màu vàng kim lóng lánh hào quang, ánh lên một đạo kiếm ảnh cực lớn dài hơn ngàn trượng. Trên thân kiếm, hỏa diễm đỏ thẳm phun trào ra hai bên, giống như một đôi cánh lửa rộng ngàn trượng đang gian rộng giữa bầu trời. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ khu vực gần nghìn dặm của đảo chính Thánh Khôi Môn, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, khắp nơi tràn đầy một luồng nhiệt lực thiêu người. Cùng lúc đó, linh văn ở trên mặt những cái búa đen lớn trong tay gần nghìn tên đậu binh áo đen cũng sáng ngời, cháy lên hỏa diễm hừng hực. Cả bọn liền chém giết hẳn về phía cái đám binh tốt giáp xanh cùng tu sĩ thập phương lâu. Mấy người ở Thánh Khôi Môn vốn nghĩ là đã chết rồi. Gặp cái tình hình này lập tức dấy lên hy vọng sống sót. Từng người một vui đến phát khóc, cũng không biết là ai vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh giết về phía đội ngũ thập phương lâu. Nam tử mặt sẹo thấy như thế, đành phải thở dài một tiếng, phi thân định bay về hướng của lục cơ. Nhưng hai người Vân Nghê và Bạch Phụng Nghĩa liền đã đi trước hắn một bước, thân ảnh vừa lóe lên đã chắn ở trước mặt của y. Trên toàn bộ quảng trường lại tái hiện một màn hỗn loạn chém giết. Tại lôi bạo hải dương, trên một phiến hải vực cách thánh khôi môn mấy trăm nghìn dặm, hàng lập đang mang mặt nạ đầu trâu lơ lửng ở trong không trung ở cách trọng loan tương đối xa lúc trước hắn mấy lần sử dụng lôi trận truyền tống nhưng thủy chung không thể vùng thoát ra khỏi trọng loan bị cái tên này bám theo như dồi ở trong xương hàng lập người có chạy tới chăn trại góc biển cũng đừng hòng thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta <laughs> trọng loan xòe bàn tay ra siết chặt trước người ánh mắt gã lộ ra vẻ chế nhạo châm biếm vừa cười vừa nói ra <laughs> mới có lĩnh ngộ một chút pháp tắc sát khí vậy thôi mà đã khẩu xuất cuồng ngôn vậy rồi xem ra ngươi so với phương bạn cái tên phế vật sư đệ trong miệng của ngươi cũng không có mạnh mẽ hơn bao nhiêu cả hằng lập mỉa mai đáp lại không nghĩ tới à cư nhiên ngươi lại có thể nhìn ra pháp tắc sát khí ngược lại ta đã xem thường ngươi rồi trọng loan thanh âm lạnh lẽo Ngươi có thể dễ dàng như vậy truy tung được ta hoàn toàn vô thanh vô tức phát động mấy lần tập kích chỉ sợ là cũng lợi dụng sát khí chứ hàng lập hắc hát, hát cười nhẹ rồi nói không sai trên thực tế là mấy cái lần vừa rồi đều là chính ngươi đưa ta đi cùng ta căn bản không cần làm cái gì cả trên mặt của trọng loan có một thi đâm chiêu trực tiếp thừa nhận nói hàng lập nghe như vậy thần sắc không biến nhưng trong lòng khẽ động kỳ thực hắn không hiểu nhiều về pháp tắc sát khí một loại pháp tắc ít người để ý mà rất thường gặp. Cụ thể có chỗ nào đặc dị, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Lúc trước trọng loan đánh vào trong cơ thể của hắn một sợi tơ nhỏ màu đen, thực tế chính là pháp tắc sát khí ngưng tụ thành sợi tơ pháp tắc. Đối phương tựa hồ có thể mượn cái sợi tơ này để khóa vào vị trí của mình, rồi dựa vào đấy hư hóa thân thể, tiến hành một ít cử động tương tự như truyền tống. Trừ điểm đó ra, tuy rằng cũng không có dị trạng gì biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn rõ ràng là có thể cảm nhận được khí tức hùng sát ở trong lòng của mình đang dần dần tăng cường. Hơn nữa dù thần thức của hắn mạnh mẽ như thế nào mà cũng không có phương pháp cưỡng ép ra, ngược lại càng cố áp chế, khí tức này liền tăng trưởng càng nhanh. Hàng lập mơ hồ cảm thấy thời điểm khí tức hung sát này đạt tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng là cái thời điểm mà cái tên đại hán mặt cháy kia bất ngờ ra đòn sát thủ đối với hắn. Chậm tức sinh biến vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Hàng lập đã định ra cái chủ ý này, liền một tay khẽ vẫy. Phía sau hắn trọng thủy chân luân nổi lên, tỏa ra u quang mãnh liệt, rồi xoay tròn lao đi, đập thẳng lên người của trọng loan. Tên kia nhếch miệng cười, hoàn toàn không tránh không né, vọt lên trước mặt. Khi chỉ còn nháy mắt là đụng vào trọng thủy chân luân, thân thể gã một lần nữa hư hóa, biến thành sương mù đen, bị chân luân xuyên qua. Hàng lập thấy như vậy, tay liền bấm một cái pháp quyết, miệng khẽ quát một chữ. Nhanh! đoàn thủy chi đạo văn ở trên trọng thủy chân luân lập tức sáng mãnh liệt chân luân trong nháy mắt bành trướng gấp đôi kịch liệt xoay tròn ở phía dưới chân luân thủy thuộc tính linh khí trong hư không lập tức cấp tốc vận chuyển lại từ trong truyền ra trận trận cái lực lôi xé mạnh mẽ vô cùng rất nhanh liền tạo thành một cái vòi rồng cực lớn cao tới ngàn trượng trên mặt biển thân thể trọng loan hóa thành hắc vụ chưa kịp tản ra đã bị cái cổ lực lượng này xé ra kéo vào trong vòng xoáy chỉ thấy một tiếng triệu hoáng mơ hồ phát ra, rồi thân thể gã rất nhanh biến mất. Hàng Lập thấy tình hình này thì trong lòng không hề buông lỏng, cổ tay của hắn vẫy một cái, trọng thủy chân luân đang cấp tốc xoay tròn, liền lập tức trì trệ, bay vút về, treo lại trước người của hắn. Vòi rồng nước cao thấu bầu trời mất đi động lực, lập tức ập xuống, kích phát từng trận sóng nước mãnh liệt trên mặt biển. Trên mặt biển bọt nước tan hết, nhưng là không có vật gì xuất hiện cả. Căn bản không thấy thân ảnh của Trọng Loan Hàng lập nhăn mày lại. Lúc vừa rồi, hắn khẽ cảm thấy trong lòng tự dưng dâng lên một cổ lễ khí. Tại mi tâm của hắn vốn bị che dưới mặt nạ, cũng có từng sợi xương màu màu đen ngưng tụ dần. Lúc này trong nước biển phía dưới, đột nhiên xuất hiện một vệt đen. Giống như mực do con mực phun ra, rất nhanh liền quần quần loan rộng, nhiễm nước biển trong phạm vi ngàn trượng thành một màu đen như mực. Trên mặt biển, sóng nước đen bóng không ngừng sùng sụp sôi trào, đảo đảo sương mù màu, màu đen bốc lên cuồn cuộn, chỉ nghe rầm ào ào vang lên. Một mảnh sóng nước cực lớn bỗng nhiên xoáy lên từ bốn phương tám hướng, giống như một đóa hoa ăn thịt người to lớn màu đen, dương cái miệng khổng lồ khép lại từ bốn phía, hướng lên bao vây thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, trên thân hắn hào quang sáng ngời, định né tránh. Nhưng vào lúc này, sợi sương màu màu đen ở mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên hào quang tối tăm. Hắn chỉ cảm thấy thức hải đầu buốt, thân hình không khỏi trì trệ một chút, liền không thể tránh thoát, cùng với trọng thủy chân luân bị cái mảnh sóng nước đen kia phủ lại. Hàng lập nhìn khắp bốn phía, chỉ có thể nhìn được một mảnh hư không đen kịch, thâm trầm như mực. Đôi mắt của hắn sáng lên ánh sáng màu lam, mới thấy được trong hư không ở bốn phía đang có từng sợi xương màu màu đen lơ lửng ở giữa không trung. Chiếm cứ diện tích khoảng hơn trăm trượng, nhưng lại không cách nào nhìn thấu qua. Hắn chuyển động thân hình một vòng, liền phát hiện thần thức của hắn tựa hồ cũng đã bị hạn chế không nhỏ. Giờ phút này chỉ có thể cảm giác được sát khí tràn ngập bốn phía. Hàng lập hít một hơi thật sâu, một tay khẽ vẫy, trọng thủy chân luân lập tức xoáy mạnh, lướt gấp về phía trước. Chỉ nghe phục một cái, trọng thủy chân luân đập vào một cái mặt tường nước, liền kịch liệt chấn rung mấy cái rồi cứ như thế dần dần bị từng sợi xương màu màu đen từng từng quấn chặt lấy. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nhúc nhích được. Hắn càng thúc giục tiên linh lực khống chế chân luân sương mù màu đen vốn quanh quẩn khắp nơi lại càng kịch liệt cuộn đến, càng cuốn chặt lấy trọng thủy chân luân. Hàng lập hơi nhíu mày, một tay của hắn kết kiếm quyết, một thanh trường kiếm màu xanh bay vọt ra từ trong tay áo. Linh văn lóng lánh quanh thân, tỏa ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Thoáng cái liền tách ra thành 72 chui thanh trúc phong vân kiếm, nhanh chóng tản ra. Phi kiếm lóe lên bén nhọn, từng tuần ánh sáng màu xanh nhộn nhạo trên thân kiếm, rồi từng chui đau lại lần nữa phân thành chừng mấy ngàn chui thanh quan kiếm ảnh rậm rạp, thoáng cái liền phủ đầy không gian chung quanh. Giờ phút này nếu lỡ bên ngoài cái mảnh không gian đen như mực này, có thể thấy một quả cầu màu đen đường kính khoảng trăm trượng đang lơ lửng ở trên mặt biển, đang không ngừng hấp thu nước biển đậm đặc đen như mực. Trên mặt ngoài của quả cầu đen không ngừng có cái đỉnh nhọn trồi lên, làm quả cầu không ngừng biến hình, thoạt nhìn giống như một quả cầu gai. Cách đó không xa, ở giữa không trung lơ lửng một con hạt đen phủ đầy lông vũ như sắc màu đen. Đến đầu vàng ống như cái màu, lông chim mơ hồ của ánh lửa màu đen lóe lên, nhìn rất là bất phàm. Trên lưng của hạt đen có một gã đại hán mặt cháy đội nón rộng vành đen. Đang ngồi xếp bằng, hai tay nâng một thanh hắc đao, hai mắt nhìn chầm chầm vào cái quả cầu đen. Bề mặt hắc đao có từng vòng linh văn quỷ dị lúc sáng lúc tối, tỏa ra hắc khí lượng lờ. Mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru Người này không ai khác, chính là Trọng Loan. Chú nhân nè, cái tanh gia hỏa kia vẫn có thể dùng giấy kìa. Con hạt đen bỗng nhiên công cái cổ nhỏ dài, quay đầu lại nói với Trọng Loan, thanh âm the thế dị thường. Không sao, hắn dùng giấy càng mạnh, sát thủy ngưng tụ lại càng nhanh, sát nguyên xâm thực của ta cũng càng lợi hại. Chờ tới khi hắn không động đậy nổi, chính là lúc chúng ta kết liễu hắn. Trọng Loan vừa cười vừa nói. Nếu không phải vì cái tên này ẩn tàng bí mật á, chủ chân chức việc lấy cái đồ tiên nhận tấn công trực diện hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài rồi hạt đen tiếp tục nói bí mật có thể dằn dặt phương bàn suốt mấy trăm năm thật sự khiến cho người ta rất hiếu kỳ đó nếu có thể khai thác toàn bộ chắc chắn sẽ không uổng công tên tiêu phí thời gian và khí lực như vậy đâu trọng loan ánh mắt ngừng lại tiếp tục nói trong lúc một người một hạt nói chuyện với nhau động tĩnh ở trên bề mặt quả cầu đen quả nhiên càng lúc càng nhỏ quả cầu cuối cùng triệt để bình lặng lại mà toàn bộ nước đen trên mặt biển chung quanh đã đều nhập vào trong quả cầu mà khiến cho người ta có chút kỳ quái là cái quả cầu đen chẳng những không to ra ngược lại co lại nhỏ đi rất nhiều trên bề mặt quả cầu hào quang ngưng thực giống như một khối tinh thể màu đen to lớn xem ra cũng không sai biệt lắm trọng loan nhận định rồi từ trên lưng hạt đen cầm đao nhảy lên bay lên trước quả cầu đen giơ tay vuốt nhẹ quả cầu chỉ thấy trong lòng bàn tay của gã bỗng nhiên có hắc quang sáng lên, hiển hiện ra một vòng xoáy màu đen. Bề mặt quả cầu đen lập tức phun trào ra một mảnh khối bụi màu đen, cuồn cuộn tuôn vào trong vòng xoáy, bị hút vào trong cơ thể trọng loan. Theo từng mảnh khối đen bị hút ra, thể tích quả cầu đen trở nên càng ngày càng nhỏ, thân ảnh của hàng lập bên trong cũng dần hiện ra. Hắn giờ phút này toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, sợi sương mù màu, màu đen ở trên mi tâm cũng đã biến mất không thấy chỉ còn lại một chữ sát đen thui ngay tại mi tâm. Chữ này thoạt nhìn đã thấm vào dưới da, hóa thành một thể với hắn rồi. Bên cạnh hắn, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cùng trọng thủy chân luân toàn bộ đều bị vây ở trong một tầng tinh thể màu đen mong mỏng. Hào quang ảm đạm, khe khẽ dãy dụa nhưng vô phương trốn thoát. Trọng loan thấy như thế, thỏa mãn gật gật đầu. Hai ngón tay chỉ ra, điểm tới chữ sát ở mi tâm của hàng lập. Chỉ cần đầu ngón tay của gã chạm đến thì tất cả bí mật cất giấu trong đầu của Hàng Lập liền mở rộng cánh cửa. Gã sẽ không chút trở ngại nào triệt để khai thác hết. Nhưng vào lúc này, dĩ biến lại phát sinh. Hai mắt của Hàng Lập vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong mắt chớp động ánh sáng lam, giữa hai hàng lông mày vừa vang lên tiếng xùy xùy, thì một sợi tơ nhỏ liền bắn ra, trực tiếp đánh tan cái chữ xác vọt thẳng đến mi tâm của Trọng Loan. Trọng Loan không ngờ Hàng Lập đột nhiên tỉnh lại, toàn bộ cơ thể theo bản năng tránh về phía sau. Nhưng lại không có động tác nào ngăn cản cái tinh ti như cương châm kia bắn thẳng vào trán của mình. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy thanh đồng bảo hộ trên trán gã bỗng nhiên ánh sáng màu xanh trương lớn lên. Từ trong lóe ra một đầu hư ảnh dị thú hình dạng mảnh hổ lại có bốn mắt. Nó há to cái miệng ra, một đoàn hào quang tối tăm từ trong sáng lên, trực tiếp cắn nuốt tinh ti kia. Hàng lập thấy như thế, đơn quyền nắm chặt, từng miếng lân phiến ở trên cánh tay lật lên tầng tầng kim quang trên đầu quyền trương lớn lên một bước phóng đến đập xuống trọng loan trùng trùng điệp điệp trọng loan áp chế nỗi kinh sợ trong lòng vội vàng một tay hoành ở phía trước một tay thì chống đỡ phía sau chống chọi một quyền của hàng lập đánh tới chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn một đoàn kim quang ở giữa không trung nổ tung ra thân thể trọng loan dưới sự xung kích của một cổ cự lực như thiên thạch đập xuống mặt biển trùng trùng điệp điệp tạo nên một mảnh bọt sóng cực lớn. Hàng lập không dừng lại, hai tay kết kiếm quyết, vung mạnh về phía trước người. Một hồi âm thanh rung động mãnh liệt vang lên. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức đánh nứt hắc tinh bao bọc quanh thân kiếm, kéo lê thành từng đạo hồ quang màu xanh giữa không trung, nhau nhau đâm vào cái trong nước biển, truy kích về phía trọng loan rơi xuống. Cùng lúc đó ở giữa không trung, một hồi âm thanh giống như lục lạc rung cấp tốc vang lên đạo văn ở trên bề mặt trọng thủy chân luân sáng rõ thoát khỏi giam cầm cấp tốc xoay tròn đập xuống phía dưới mặt biển hết thảy nhìn như dài dòng kỳ thực thì chỉ trong khoảnh khắc thế cho nên đầu cự hạt màu đen cách đó không xa mấy trăm trượng khó khăn lắm mới phản ứng kịp hai cánh khổng lồ đột nhiên huy động quét về phía dưới chỉ thấy trên hai cánh màu đen kia ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh vùng lên liền có hai luồng hỏa cầu màu đen to trăm trượng đập tới trọng thủy chân luân hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên mặt ngoài trọng thủy chân luân lập tức bộc phát ra mảng lớn tia lửa màu đen phương hướng bị đánh lệch so với ban đầu kéo lên một đạo dài mấy ngàn trượng trên mặt nước sau đó lần nữa lướt lên bay trở về phía của hàng lập hàng lập liếc nhìn cự hạt khổng lồ màu đen kia sau đó lại nhìn về phía mặt biển chỗ sâu trong nước biển một đạo hắc ảnh lướt gấp lên rầm ào ào một tiếng bay ra khỏi mặt nước nắm chặt trường đao màu đen trong tay cũng không thèm nhìn phía sau đột nhiên chém tới trên trường đau màu đen linh văn sáng rõ. Từng đao ảnh nặng nề như sóng lớn vỗ bờ, từng đợt từng đợt cuồn cuộn chém về phía mặt biển. Ngay sau đó, một hồi tiếng nước không ngừng vang lên. Một thanh phi kiếm tràn đầy ánh sáng màu xanh liên tiếp lướt trên mặt nước, vừa vặn đụng phải cái đao ảnh trùng trùng điệp điệp, phát ra từng đợt thanh âm the thé chói tai. Đao ảnh màu đen nứt vỡ từng khúc, trường kiếm màu xanh cũng nhau nhau ngưng trệ, khí thế lao tới trước tiêu giảm hầu như không còn. Trọng Loan bị phản chứng bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trên lưng của hạt đen. Gã nhìn về phía của Hàng Lập trong mắt lóe lên một tia âm vụ. Không nghĩ tới người có thể phá sát khí xâm nguyên của ta, dù cho thần thức của ngươi vượt xa cùng giai, cũng tuyệt không thể nào làm được. Trừ phi, người tu luyện cấm thuật, luyện thần thuật. Trọng Loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân sắc có chút động dung nói. Ánh mắt của Hàng Lập không chuyển, căn bản không để ý tới lời nói của gã. Hai tay của hắn vẫy một chiêu vào hư không, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bay nhanh về. Trong hư không một lần nữa dung hợp, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trách không được phương bạn lúc trước, bám đuổi người mãi không bỏ, xem ra trên người của ngươi giấu bí mật quả nhưng không ít rồi. Ta hiện tại đã có chút không thể chờ được, muốn bắt giữ nguyên anh của ngươi hảo hảo dò xét một phen. <laughs> Mắt thấy hàng lập ngậm miệng không nói, trọng loan cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Các hạ làm nhậm cái chó gì mà nhiều dữ vậy? Thần sắc của hàng lập không đổi, lạnh nhạt nói ra. Vừa dứt lời, chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn lập tức dịch chuyển. Hơn 40 đoàn đạo văn đồng thời sáng lên hào quang, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí không lưu lại tàn ảnh giữa không trung, giống như thuốn di đi thẳng đến sóng lưng của hạt đen. Trường kiếm trong tay ánh sáng màu xanh mãnh liệt, một kiếm đâm thẳng ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực bên trái của Trọng Loan. Hai mắt của gã trợn lên, trong mắt đầy vẻ không tin được, gã cúi thấp đầu nhìn xuống cái lồng ngực của mình. Chỉ thấy chỗ đó đã bị phá vỡ thành một cái động lớn, bên trong đang có máu đen ồ ồ chảy ra, trong nháy mắt thấm ướt quần áo của gã. Châu nhân! Trong miệng của hạt đen phát ra một tiếng hú bén nhọn. Hàng lập thấy như thế, không nói hai lời, tay rút trường kiếm từ trong ngực trọng loan ra, sau đó thân ảnh lướt gấp về phía sau, hắn vừa mới bay ra khỏi sóng lưng của hạt đen thân hình trọng loan đã bị đâm thủng lồng ngực đột nhiên rủ xuống hóa thành một mảnh xương mù màu, màu đen tiêu tán đó cũng chỉ là một cổ thế thân do sát khí ngưng tụ thành mà thôi tại một chỗ khác trên bầu trời một đoàn xương mù màu, màu đen dày đặc dũng động ra thân ảnh trọng loan một lần nữa hiển hiện, hiện. gã nhìn về phía của Hàng lập ánh mắt đã không còn chút vẻ khinh thường nào nữa trong lòng của Hàng lập cảm thấy có chút phiền muộn không thể khôi phục tất cả một trăm lẻ tám đoàn đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân thời điểm sử dụng thần thông nghịch chuyển đúng là vẫn không cách nào phát huy ra hiệu quả tốt nhất thế cho nên đối mặt với cái loại địch nhân cường đại như là cái đại hán mặt cháy vàng trước mắt này á không cách nào lấy được hiệu quả nhất kích tức sát như lúc trước được rất tốt là ta xem nhẹ ngươi rồi không nghĩ tới ngươi như vậy mà giống như phương bàn cũng là tìm hiểu tốc độ pháp tắc khả năng tăng tốc độ vẫn trên hắn trách không được có thể đưa hắn đến chỗ chết trọng loan nhìn hàng lập nghiêm mặt nói ngươi có thể né tránh một kích của ta lúc vừa rồi á nghĩ đến có lẽ có chút quan hệ với phương bàn hả hàng lập tự nhiên không thể phủ nhận lực lượng pháp tắc của mình mà nhíu mày hỏi lại đúng vậy đó coi như người có chút kiến thức đó chiêu thức ấy của ta đích xác là vì đề phòng tên sư đệ kia ai bảo hắn được sư tôn coi trọng phong mang có chút quá thịnh ta không thể không phòng được chỉ là không nghĩ đến hôm nay lại dùng ở nơi này thôi ánh mắt của trọng loan chớp lên mở miệng nói gã vừa mở miệng kể chuyện trước kia thì một tay giấu sau lưng lại đang lặng lẽ bấm pháp quyết. Trong lòng bàn tay của gã, từng dòng chữ cổ quái bắt đầu sáng lên hào quang huyết hồng. Bên ngoài làn da được che đậy dưới cái áo choàng màu đen cũng bắt đầu chuyển thành màu hồng. Đầu hạt đen kia thấy cái cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Phía dưới cánh chim hai luồng hắc sắc quang mang chậm rãi chớp động, hiển nhiên là đã chuẩn bị tùy thời bay nhanh trốn đi. Hết thảy đều được hàng lập thu vào trong mắt, thân sắc trong mắt hắn lại không chút biến hóa nào trước người treo lấy trọng thủy chân luân như hậu thuẫn ngăn trở thân ảnh một tay hắn nắm chặt trường kiếm màu xanh tay kia thì giấu trong tay áo lòng bàn tay ô quang lóe lên hai quả trọng thủy lôi văng lăn xuống nương theo một hồi âm thanh ngâm tụng nhỏ nhẹ vang lên đồng tử hai mắt của trọng loan chuyển thành màu huyết hồng quanh thân bắt đầu bốc lên từng sợi sương màu, màu đỏ nhạt trường đao màu đen nắm ở trong tay cũng có lợi mang lóe lên từ trên xuống dưới dính vào một ít huyết sắc lông mày của hàng lập châu lại hắn thình lình phát hiện ra khí tức trên thân của đại hán mặt cháy vàng này đang phát sinh biến hóa rõ rệt tuy rằng cũng có thể ngửi được một tia sát khí nhưng cũng không phải cái loại khí tức hung ác mà hắn cảm giác được lúc trước nên cá thốc rồi trọng loan nói xong toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa một cái chớp mắt tiếp theo gã đột nhiên xuất hiện phía dưới bên phải của hàng lập trường đau trong tay của hắn vung nghiêng lên chém vào phía dưới xương sườn của Hàng Lập theo một góc độ thập phần xảo trá. Hàng Lập sớm đã đoán trước được, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm chém hạ xuống, một kích đón đỡ hước sắc trường đau. Toàn bộ cơ thể mượn lực bay ngược ra sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với trọng loan. Đồng thời lúc thân thể của hắn lao đi, hai quả trọng thủy lôi văn kia lại vô thành vô tức phóng hạ xuống, rơi trước người của trọng loan. Chỉ thấy một quả trong đó mặt ngoài màu tím lôi văn bỗng nhiên sáng ngời sau đó liền phát ra một tiếng âm ầm nổ đùng. Ngay sau đó, một vòng hồ quang điện màu tím cuồng bạo vô cùng có tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng hải vực vào. Âm thanh này chưa kịp ngừng lại, một trọng thủy lôi văn khác cũng có hào quang sáng lên, có chút bất động chính là mặt ngoài của viên lôi văn này sáng lên màu kim sắc quang mang. Lại âm! Trên mặt biển liên tiếp bay lên hai luồng mặt trời màu đen, phạm vi ước chừng trăm trượng, chính giữa kim quang văn tung tóe tử điện nổ vang hòa vào lẫn nhau sau khi mặt trời đen bạo liệt sớm đã thấy không rõ hình ảnh của trọng loan chỉ có thể thấy trên mặt biển sóng cả nước vỡ nước biển bốc hơi vô số hạt bụi màu đen bay về bốn phương tám hướng hóa thành một đạo sóng khí hình cầu cuồn cuộn đánh thẳng xuống mặt biển làm hư không chung quanh bị chèn ép chấn động không thôi nước biển hải vực phụ cận xoáy lên từng đạo sóng gió động trời cao mấy trăm trượng mãnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng hạt đen kia vừa rồi thấy tình thế không ổn cũng sớm vỗ hai cái cánh hóa thành một đoàn hắc diễm cắp tóc trốn đi giờ phút này nó đang lơ lửng ở trên dạng trưởng ở trên bầu trời chưa tỉnh hồn mà nhìn về hướng bên này có thêm tịch tà thần lôi này thì uy lực lớn hơn một chút hàng lập nhìn dư ba dao động không tan trên mặt biển khắp nơi đều có hồ quang điện màu tím cùng màu vàng không ngừng ẩn hiện tự lẩm bẩm vừa rồi hắn ném ra hai quả trọng thủy lôi văn viên màu tím là hắn nằm đó ở trên lôi bạo hải dương kết hợp lực lượng tinh cầu luyện chế thành. Viên còn lại là lúc hắn tế luyện lại thanh trúc phong vân kiếm kết hợp với tịch tà thần lôi luyện chế thành. Viên đầu tiên, những năm này chấp hành các nhiệm vụ tông môn và vô thường minh đã tiêu hao rất nhiều. Trên người của hắn đã không còn mấy viên. Mà những viên sau thì quá trình luyện chế thập phần không dễ, hắn cũng không thể luyện chế ra quá nhiều. Lần này sử dụng cùng lúc có thể nhìn ra được viên trọng thủy lôi văn dung hợp tịch tà thần lôi có uy lực càng lớn hơn chờ thanh thế trên mặt biển biến mất dần. Có thể thấy ở trên mặt nước đang nổi lơ lửng từng mảnh vụn áo choàng tan tành. Tùy ý cũng có thể thấy từng mảnh vết máu cầu vồng cùng bao phủ trên mặt nước sương mù huyết vụ. Hàng lập thấy như vậy, trong mắt lại không có chút nhẹ nhõm nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, từ hồ phạm vi mấy ngàn trượng mặt biển chung quanh, khắp nơi đều phân tán khí tức đại hán mặt cháy vàng kia. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trên mặt biển bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu đột nhiên nổi lên từng bong bóng khí màu hồng nhạt to chừng cái miệng chén một cái hợp với một cái một cái đẩy ra một cái rậm rạp chằng chịt hiện đây phạm vi mấy trăm dặm hải vực hết tập bảy mươi cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio